Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ làm tiếp cái clip về khử độc mạnh nhất và rẻ nhất về API Aqua Essential nha các bạn. Thì đợt trước á, mình có cập nhật cho các bạn một cái link tính toán file Excel mà các bạn phải truy cập vô trong Drive của mình rồi mình cấp quyền rồi các bạn mới download về. Các bạn download về xong các bạn nhập tay vô thì nó khá là cái quy trình nó khá phức tạp, và clip kỳ trước mình cũng nói là mình đã hoàn thiện cái việc mà tính toán ở trên web. Thì bây giờ á, cũng cái clip đó luôn, cũng với cái clip này luôn ở dưới phần mô tả này nè các bạn thấy không? Cái link và file tính toán mình đã cập nhật ở trên web mình rồi, mình bỏ cái link ở trên Google Drive đó rồi, mình đã cập nhật clip ở trên web mình. Thì các bạn chỉ cần nhắm vô đây thì nó sẽ sổ ra cái web của mình, nó sẽ trổ ra cái trang web của lớp Fit Aqua này nè đó. Thì ở dưới đây các bạn kéo xuống dưới à, các bạn kéo xuống, các bạn kéo xuống ở đây nè, ở đây các bạn có thể là coi giá hết trơn này, ở đây nè thấy không, nó có giá đầy đủ hết để cho các bạn có thể lên đây mà tham khảo giá. Rồi dưới đây nó cũng có liên kết cái clip ở trên YouTube nè, hai clip liên quan nè, clip về sản phẩm nè và clip về so sánh nè, rồi thông tin nè, có đủ hết rồi. Ở đây nè các bạn thấy không, công cụ tính nè, cái này nó sẽ tiện hơn cho các bạn rất là nhiều. Các bạn không có cần download file Excel về rồi các bạn phải thao tác rồi các bạn phải cấp quyền này kia, nó hơi bị cực đó cho các bạn á. Thì bây giờ các bạn này, ví dụ như hồ của mình nha, giờ giả sử hồ của mình là 1m1 nè, rộng là bao nhiêu, rộng là 60 nè, cao á, cao này là cao của mực nước nha các bạn, 55 nè, nhớ nha, đơn vị cm hết nè. Kích thước lọc của mình nè, lọc dách nè, thì nó cũng là 1m1 luôn nè đó, 1m1. Rộng của lọc dách thì nó chỉ còn có 10 thôi, và mực nước thì nó cũng cao 55. Kết quả của NO2 giả sử nha là 0.25, rồi của NO2 là 0.1, và NO3 của mình là bao nhiêu, là ví dụ như là 30 nha, tại vì 20 là cũng không 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 còn xử lý rồi. Thì bây giờ mình sẽ bật vô kết quả, nó xem kết quả, nó ra cái liều lượng trong thể tích hồ nè, thể tích toàn hệ thống này, tức là kể cả hồ và kể cả lọc luôn, là kích thước bể, kích thước lọc nè, thì nó ra 424 lít nước, và liều lượng của các bạn trong là 43. Sau này á, các bạn có thể là tính thể tích toàn hệ thống một cách nhanh chóng bằng cách là các bạn nhập vô hệ thống của mình như vậy, các bạn tính thì các bạn sử dụng cái kết quả thể tích này thôi đó, nhà như thế. Bây giờ giả sử này nha, NO3 mình là 20 thì mình không cần thiết để xử lý, tại vì một bể thủy sinh tối đa thì NO3 nó chỉ có 20, nó tối đa là 20 thì nó không cần xử lý. Thì lúc này mình sẽ không cần nhập vô 20 mà mình chỉ cần nhập vô không, mình chỉ quan tâm tới hai kết quả đầu. Thì bây giờ mình chăm bao nhiêu, là mình chăm có 1 ml rồi. Thay vì các bạn làm theo cái hướng dẫn của nhà sản xuất, đó là các bạn khi mà xử lý NO3, NO2 thì các bạn phải 5 ml cho 40 lít nước, thì các bạn chỉ châm có 1 ml thôi, thì không có cần cần thiết mà phải châm quá liều như vậy. Châm quá liều nó không hại nhưng mà nó hao tiền chứ không có gì hết. Rồi giả sử bây giờ NO3 lên tới 75, làm sao 75 tốt nhất nên thay nước đi, còn cái này châm để chữa cháy là nó lên 56 rồi các bạn nè. Giờ cho lên 100 thì nó cũng 56 luôn, tại vì sao, tại vì cái liều tối đa của nó là chỉ có 56 thôi, nó không có chạy lên được nữa đó. Hoặc là các bạn hạ xuống đây bằng không, hạ xuống đây bằng không mà nó chỉ có NO3 thôi thì nó cũng 56. Nhưng mà giả sử nha, giả sử mình đây là 40 nha, hồ thủy sinh 40 thì không được nhưng mà hồ cá 40 thì được, thì nó cũng 56 luôn đó, nó 56 luôn. Bây giờ mình hạ xuống 10 đi nha, đó 10 thì nó còn có 14. Thường thì hồ 10 này là dành cho những cái bể tép su la, ví dụ như 15 nó là không được đó, bể tép mà su la 15 không được, tối đa là nó chỉ có được 10 thôi đó, là nó thành ra nó 21, 121 vô đó. Đây là cái công cụ tính của mình đó. Rồi cho các bạn cứ lên nhắc lên đây, mình thông báo cho các bạn cái link về cái công cụ tính này thôi. Còn ngoài ra cái web của mình nó thì hiện tại mình chưa có cho các bạn lên đây, sản phẩm nào nó cũng hết hàng, tại vì hiện tại mình chưa có hoàn thiện xong cái bảo hiểm hàng hóa ở trên cái web, cho nên là mình không có. Trên đây các bạn có thể lên tham khảo bất kỳ thông tin nè, trên đây nè, sản phẩm nè, đây là danh mục sản phẩm nè, thuốc chữa bệnh nè, đo thông số vi sinh nè, điều hòa nước nè, thức ăn cho cá nè, vật liệu lọc phân bón san hô cá biển, tép kiểm nè, xích tích Đông Phi nè, ở đây nè các bạn xem tất cả thì nó sẽ sổ ra hết tất cả sản phẩm cho các bạn, đó là nó hổ tổ ra tất cả sản phẩm cho các bạn. Rồi các bạn click bên đây, ví dụ như các bạn muốn xem vật liệu lọc thôi đó, thì nó chỉ sổ ra vật liệu lọc các bạn thôi đó. Rồi các bạn muốn tìm bất kỳ một sản phẩm nào thì bạn lên đây tìm, ví dụ mình tìm matrix đi ha, đây đó là nó sổ ra matrix cho các bạn đó, nó sổ ra matrix các bạn nhắm vô đó. Đó, nó có tùm lum hết, hiện tại giờ có hai size này thôi đó, nó vậy. Rồi nó cũng có clip luôn, cũng có các câu hỏi thường gặp luôn, còn cái công cụ tính này thì nó là nằm ở bên kia rồi, không có xài cái này đó. Rồi ở đây có cái phần này là phần tài nguyên nè, ở đây có log chia sẻ, feedback với clip với câu hỏi nè. Câu hỏi mình khuyến khích các bạn muốn nhanh chóng thì làm ơn nhắn qua cho mình bên Facebook nha, ở đây mình không có trực nhiều
Các bạn có thể kéo xuống dưới, kéo xuống dưới, kéo xuống dưới này, những cái sản phẩm, những hãng nè, ở đây nè, những bài viết nè, nó có đầy đủ bài viết ở đây hết, hoặc là video clip. Video clip thì mình có tổng hợp những cái video clip mà nó ở trong đây, những cái clip nổi bật. Còn nếu mà các bạn vô mà nó chi tiết luôn á, thì ví dụ như lóc chia sẻ thì nó sẽ hiện ra hết tất cả các bài của mình đang hiện có 4 bài hiện có 4 bài. Video clip thì nó sẽ lên đây, các bạn sẽ dễ tìm hơn. Ví dụ như nè, những cái clip này là những cái clip mà mình kiểu như là khoe những cái hồi mình setup với các bạn, bộ sưu tập nè, bãi cáo nó phía ta qua vài bữa nữa, đây sẽ có thêm hai hồ nữa nè, đợi nha. Hai hồ đó, một hồ đã setup rồi đó, còn một hồ nữa đang setup á, ba hồ luôn á. Rồi còn đây nè, ví dụ như chủ series sắp ức bể cầu dòng nè, thay vì các bạn lên kênh của mình nó tùm lum hết, nó tùm lum tại nó quá nhiều video clip khác nhau và nó xen kẽ nhau, thì lên đây thì nó sẽ đi ra một chuỗi các bạn dễ tìm. Chu trình editor nè, đó đó, đây chu trình editor hết, đầy đủ chu trình editor luôn, các bạn khỏi tìm chi cho mất công, các bạn khỏi rà clip nè. Đây KH nè, đó đây là dinh dưỡng cho hồ thủy sinh nè, đây là setup bể cá rồng nè, quá trời luôn thấy không, rất là nhiều đó, setup nè đó. Rồi sau này nó sẽ có thêm một những cái chuỗi mà tiếp nữa. Đó, giả sử như bây giờ mình muốn bắp vô này là nó ra cho các bạn luôn, các bạn có thể xem trực tiếp trên web luôn, cái độ của nó vẫn là 4K luôn nha các bạn nha, nó không có bị giảm phân giải xuống đâu đó. Rồi đó là như thế, giới thiệu web sơ sơ chủ yếu là